Wow. Trời ơi, có ai mà đứng ở trong phòng Gotta brush your teddy bear's teeth. nha. Đánh răng cho thầy đi bé đi, đánh răng cho thầy đi bé đi con, đánh răng cho gấu đi, đánh răng cho gấu đi, gấu cần đánh răng kìa. Trời ơi cái này vô chấm chi gì mà tự nhiên tới cơn đánh răng biết vậy cô chú, chay bữa nay chay rất là hư nghe cô chú. Mẹ bắt đi đánh răng là không đánh, tự nhiên giờ cầm cái máy đánh. Mẹ bắt đi đánh răng là khóc tới khóc lui, khóc lên khóc xuống. Giờ coi nè. À, chị quay mặt ra đây. Quay mặt đánh răng cho cô chú coi coi. Đánh dữ chưa? Đi chưa? Đi không? Đi ra tàu chơi không? Giờ đi ra tàu chơi nha. Cô bé lưng trần. Mặc áo thấy ghét, dễ sợ luôn. Coi đồ chơi nè, đồ chơi nè. Đánh răng cho gấu kìa, đánh răng cho gấu rồi. Đi đi mẹ con ra tàu trước, coi chừng té nha. Đây đây nghe nè, nó nghe nè, để bằng chải nhà đi, để bằng chải trong nhà đi, đem bằng chải theo chi mất công đem vô đi ra vô nữa. Đi. Chị nè. Hái là ký. Sweet. Jay is so sweet. Kỳ. Chỉ bà đó, chỉ bà kỳ đó. Kỳ đó con ơi. No. Jay đưa ra đây với mẹ với ba nè, lên lên. Rồi đây. Trời ơi, nó không chịu ra luôn nè. Bye bye. Bye bye. Bye trời, nó đứng xuống bye bye mình luôn kìa ông mời ơi. Rồi thôi vậy thôi. Đi chơi đi, mẹ với ba đang đây nè, đó. Đi đi nha. Bye bye dây nha. Trời ơi con nó kìa. Trời ơi cô chú con nó kìa. Không thèm. Jake. Jake, you want some cookies? Jake. À, cô chú ơi, bây giờ chay đi thuyền nè cô chú. Baby. What? Don't keep giving her the all the snacks. The snacks, okay, I'm sorry. This is getting too much. Oh. You want the cookies, right? Không, không có leo lên nha. Ơi, đó coi con nó leo lên nè. Trời coi giỡn mặt không? Nó giỡn mặt với tự thần không? Gotta be careful, you could fall in. Chay, chay. Con giỡn mặt mẹ chay. Bắn nước rồi, baby, do the shotgun. The shotgun, yeah. Để bà bắn nước, coi bà bắn nước này ha, để lên. Đi xuống, đứng xuống. Make sure she does. No, let's she fall in. Coi kìa, coi được đời không? Cô chú đang thoát tim đó chay. Chay đi. Nè chay, chay, coi bà kìa, bà kìa. Chay, coi bà kìa. Xuống 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 xuống. Here, bring it down there. Rúng xuống chơi, xuống chơi. Bring it downstairs. Ready? One, two, three. Yeah. Three. Okay, more water. Để ba lấy nước thêm nha. Rồi chơi bấm đi, chơi cầm cái tay chơi đi. JD, come over here. JD, come over here. Bắn hold this. Bắn ở đằng sau kìa. Hold this. Bắn đây. Ready? One, two,
Go ahead, push it. Push it. Đẩy vô, đẩy vô. Push it. Push đẩy it. Vô. Go ahead, push it. Đẩy vô con. Baby, you gotta hold her hand, baby. 1, 2, 3 Đã quá. You ready? Do it again. Do it some more. Push it again. Yeah, go. 1, 2, 3 Trời ơi, bồng tay đi bé ra. Ru em ngủ đi, con ru em ngủ đi. Ơ sao giục em? Ru em ngủ đi. Đó, ra đây ăn hả? Cái gì Oreo đó. Oreo. Cái miệng hả? Đang xì lì. Rồi, cho em ngồi đó đi. Ru em ngủ đi con. Ru em ngủ nha. Ru em ngủ vậy đó, đúng rồi. Trời ơi, thương. Hung em cái đi, cho em ngủ. Hung em cái đi. Đúng. Thương mái trời ạ. JD gonna be a good sister. Right? Jay sẽ là một người chị rất là tốt. Jay sẽ giúp mẹ là thay tã em nè, cho em bú nè, ru em ngủ nè. Trời đất ơi. Cô chú thử tưởng tượng coi biết bao nhiêu công việc Jay sẽ làm được. Ngồi kế bên. Ngồi kế bên em. Coi đến không? Còn giới đồ lái tàu không? Trời ơi thương chưa? Đã quá. Thấy Ngọc thấy cưng ghê, đi đâu cứ đem gấu xuống kế bên thấy kiểu thấy cưng thì sao? Ê. Chơi với em đi con. Trời đất ơi, quên mặc quần ở trong rồi lòi nguyên cái tả ra kìa. Trời ơi, mắc cỡ quá à. Driving. Nhìn coi mình đang ở đi đâu rồi mình dẫn quá. Beep, beep. Trời ơi dữ thần ơi. Trời ơi gạt cần. Rồi bây giờ gạt tiếp đi, gạt cần chạy đi, gạt cần đúng rồi. Gạt thẳng lên. Gạt thẳng lên baby, hold her hand này nên đưa vào xuống. Dừng lại, đúng rồi. Giờ dừng lại rồi. Chạy đi. Yeah. Gạt mạnh lên. Wow. Hay quá. Nữa. Đó, dừng lại. Mạnh lên. Chạy mạnh lên mà sao đừng để cho mẹ rớt camera push nha. It up. Push it forward. Thẳng lên. Cố lên. You can do it, chị. Wow. Nửa chừng nữa. Trời ơi, nó chạy rồi. Yeah, good job. Keep doing it. Push it forward. Come on. Ready? 1, 2, 3 Yeah! Good job. Cutest. She, her head bounced up and my, it like made me bite my tongue. Oh really? Ready? 1, 2, 3
Hi, JD. Ba lại xe đi. Đi lại. Hey. Làm sao? Lên đi. Nóng hả? À, nóng tay hả? À. Nãy giờ cái ghế. Ủa nhưng mà nãy giờ là cái bô double cover của son mà. Sao nóng dữ vậy? Đâu có nóng gì mấy đâu, xạo quá. Mà đi mà sờ. Ừ. Bán ốc đây. Ơi, đi lên đây. À, lên đây ngồi hẳn chiều. Biết vậy nãy quên kêu thì quên bỏ cái máy này xuống cho nó mát mát. Ừ, mát. Quên bỏ con ốc đó thì ốc đó thì. Ốc đâu? Đó. Đừng đến đi cho té. À. Ốc cám vẫn con. Đó, đó, đó. Hi, sweetheart. Yeah. I did it. No, yay. No. No. Nắng này nắng thôi chứ không phải là nắng gắt. Hả? Nắng đau là nắng gì? Ừ, nắng này không có gắt, nắng này không có mà bên cái tay. Hả chay hả? Chay 31 là mà nắng nhiều là phải đi ra phải sức sức kem chống nắng nè. Đó, thấy chưa? Thấy cái này nóng nè, cái này là nóng nè, không có nóng gì mấy con. Lên coi nhờ. Vào đâu? Ngọc đó thế. Ừ. Kéo đó làm chi vậy? Chay bây giờ muốn để chân dưới nước không này, mày lại mày bầm cho để chân dưới nước nè. Đi không? Giọng sao muộn đó con. Không, cái đó là cái gì á? Đi lại đây, đi lại. Trời ơi, còn nắm tay bà xinh kìa. Rồi, còn lại nắm tay bà xinh kìa. Oh, it's that so sweet. Rồng một đây trong vai kỹ chữ vai kỹ lên. Chay. Đi. Đặt đi mua đi. Trời ơi, con làm gì này, nay nắm tay nữa chạy. Giờ chia tay nhau đã đến. Chay. Chay. Đặt lên. Ê, té. Sao lên ngõ mẹ hả? Lên ngõ mẹ không? À, bốn con vịt nhà máu tố, ác bốn con ngồng nhà máu tố. Mấy đường thẳng á, chỗ tố rồi mấy bữa con nhỏ bị đi tố đi mà. Ôi, ơi, à nóng ấy. Con nóng con này. Hi, JD. Yeah, hi honey. Hi, JD. What are you looking for? No. That's not for you right now. You want to go on a boat ride? Oh. Do you want to go on a boat ride, JD? Say yes. What? Turn around. You gotta say yes. JD? Say yes. You wanna go on a boat ride? Say yes. Are you ready for a boat ride? Say yes or no, JD. Come here. You want another snack? Say yes or no. See? Rồi ăn đi. Gì? Răng. Ăn lê không? Ăn lê không? Không. Ăn lê không? Tạo chù hết. Ăn lê không? Con nói đi, lê.
Hắt mấy ngày gì đi. Gì sao? Mâm gì? Bà xin lấy cho con một miếng lê nha. Đó, ngon quá. Từ từ. Đây là cho tóc lên cho. À đi, à bà xin đi. À. Rồi cho cô chú ăn đi. Mời cô chú ăn đi. Mời cô chú ăn miếng đi. Mời cô chú ăn đi. Cái gì? Ủa gì nó ăn hả? Nô ăn đưa đây. Không ăn đưa đây. Lạnh quá phải không? Lạnh phải không? Lạnh tay, lạnh tay. Đúng rồi, lạnh tay. Cười nữa chứ phải à. Ngon à. So if she goes to school in Barbados, where's her husband at? Say. Oh really? Mm-hmm. I figured that'd be like. Cheese. You want your cheese? Cheese. Cheese. Say Abba. À mẹ. Con tên gì á? Say hả? Mấy tuổi rồi? Two à? You gotta cut it too, like long slices. Con nói đi cheese. Cheese. She loves cheese. À mẹ chưa? No. Don't give her the big chunk. It's okay. Just give it to her. She's not gonna finish it. Wow, cắn miếng gì bự như vậy? That's a big bite, JD. Yeah, you gotta take small bites, JD. Like little slices. Nó là thánh cheese nè cô chú. Tính năng phô mai á. Thôi mẹ cho cái ít ít. Ăn nhiều quá. Đây nè. Nè mẹ Năm gọi chi nè. Con nghe chú ơi. Ơi, con về rồi. Yeah, there you go, one slices. Dạ, đi sao sáng giờ chưa đi mua laptop hả? Sáng giờ chưa đi mua laptop hả? Chưa đâu, có thời gian thôi. Mua laptop thì mình sẽ nghĩ phải mua cái nào. Đúng rồi. Bây giờ người làm cho mình thấy cái nọ chứ. Phải không? Phải chỉ cả từng lễ chứ bạn. Hả? Phải chỉ cả từng lễ á. Ờ. Ăn gì dữ vậy trời? Chú thấy thằng Kha Minh mà dễ xài thôi. Chứ sao? Ừ. Ừ. Bây giờ chú mua lại cái của chú rẻ. Quá rồi. Chú lấy cái này. Để chú lấy cái này chú để ở nhà chú xài. Cái năm chú cầm tay chú đi ra ngoài được không? Đúng rồi, thì bắt buộc phải có hai cái thôi chứ một cái mình làm không nổi. Con chưa thấy nữa, đây chú con vô con coi thử coi. À, ok, thôi chú làm nha. À. Mỗi năm mua camera bị trục trặc.
Chú Nam, he bought the Sony Alpha 6400, but he doesn't know how. It's just he doesn't know how to use it. Cheese. Well, you know what he should do? What? You should find a place. Remember when you bought your first camera? Where? Where did I buy my phone? Yeah. He needs to find a place like that where he can learn. No. He needs to learn how to edit a video, not... Oh, not film it? No. Everybody can film a video. Like, look at how you film a video. But no. To be honest. What? What? You did? And I bought the Baby Shark song. And a couple other popular ones for the summer, you know. Té. You're gonna fall and hurt yourself. And then we're all gonna laugh. We're gonna go ha 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 ha. You what? Sweep my cycle on your iTunes. Yeah, on the iTunes so we can play it on the boat. It was only 69 cents. Oh. Usually the songs are like $1.30, $1.40, something like that. On sale. It's on sale. I'm like, sweet, 69 cents. Yeah, I sweep my cycle. Mama. She knows the name of the song. Oh my goodness. Sweet bicycle. Rồi sao nữa? Mẹ nói câu đó rồi con làm sao? Hả? JD, come here. Get on here. Hello. Dạ, chị khỏe không? Trời ơi, sao nay khỏe mà sao giọng rên dữ vậy? Mày con rồi baby. Just get on it. Sit. Wow.